bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan, chuyên gia máy thực phẩm số 1 tại Việt Nam. Trong video lần trước thì Nissan đã giới thiệu cho bạn chiếc lò quay cả vịt dạng xoay dùng điện 680. Nếu như mức năng suất 10 đến 15 con một mẻ chưa đủ đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy tham khảo ngay chiếc lò quay cả vịt dạng xoay dùng điện 850 ngay bên cạnh tôi đây. Cùng theo dõi đến hết video để xem là thiết bị này có gì đặc biệt nhé. Vịt dùng điện dạng xoay Nissan đang cung cấp hiện có hai loại, lò quay gà vịt 680 và lò quay gà vịt 850. Hai mẫu này đều có kiểu dáng, công dụng và nguyên lý hoạt động giống nhau, chỉ khác nhau ở mức năng suất, kích thước và một số chi tiết nhỏ khác. Tùy thuộc vào nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn cho mình chiếc máy phù hợp. Nhìn tổng quan thì bạn có thể thấy là chiếc lò này được thiết kế rất hiện đại với kiểu dáng gọn gàng, bắt mắt, với kích thước là 186 và 160 cm. Điểm nhấn đặc biệt trong kiểu dáng của chiếc lò này đó chính là hệ thống chân bánh xe thuận tiện di chuyển. Mặc dù tên gọi là quay gà vịt, thế nhưng bạn vẫn có thể sử dụng chiếc lò này để quay thỏ, heo, sữa quay, sườn heo, cá nướng, hải sản nướng và củ quả nướng nữa. Đặc biệt hơn là chiếc lò này vừa có thể quay lại vừa trưng bày thực phẩm thơm ngon, thu hút được thực khách. Khi sử dụng chiếc lò này để quay gà vịt, mỗi mẻ thì lò sẽ quay được khoảng từ 15 đến 24 con, đáp ứng nhu cầu quay gà vịt của các quán ăn, nhà hàng chuyên gà vịt quay quy mô vừa và nhỏ. Nếu như những chiếc lò quay gà vịt khác sử dụng nhiên liệu ga hoặc là than thì loại lò quay gà vịt dạng xoay này lại sử dụng nhiên liệu là điện. Đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ và hoàn toàn sẽ không có khói bụi của than hay là khí ga. Việc sử dụng nhiên liệu này sẽ phù hợp với những đơn vị có không gian chế biến, kinh doanh, hạn chế và đặc biệt là khó nhóm than hay là dùng ga gây chật trội. Như các bạn có thể thấy thì toàn bộ lò đều được chế tạo từ chất liệu chính, đó chính là inox và kính cường lực cao cấp. Hai chất liệu này đều có khả năng chịu nhiệt tốt, chống han rỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các khoang lò thì bạn có thể thấy là sẽ được làm bằng kính cường lực trong suốt, giúp cho người dùng có thể dễ dàng quan sát toàn bộ quá trình quay và đồng thời thì cũng giúp trưng bày thực phẩm bắt mắt, thu hút được thực khách. Lò quay gà vịt dùng điện dạng xoay có cấu tạo khá đơn giản, gồm các bộ phận, dàn treo, cửa kính, đồng hồ nhiệt, thanh nhiệt, lỗ thông hơi, hệ điều khiển, máng hứng mỡ và van xả dầu, chân đế. Lò quay gà vịt 850 được thiết kế khoang quay rộng rãi, bên trong là bộ khung treo inox 2 tầng chắc chắn và có thể treo được từ 15 đến 24 con một mẻ quay. Dàn treo này có thể quay đều được nhờ động cơ đặt trên nóc lò. Nhờ khả năng quay đều sẽ giúp gà vịt được tiếp xúc đều với nhiệt độ hơn và đảm bảo gà vịt chín nhanh, chín đều và lên màu thì đẹp mắt. Trên nóc lò là hệ thống đèn chịu nhiệt chiếu sáng hoạt động với công suất là 500W, hoạt động với hai chức năng giúp gà vịt quay trở nên lung linh bắt mắt hơn và đặc biệt là giữ nóng gà vịt quay mà không cần phải ra nhiệt nữa. Tính năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một phần đáng kể nhiên liệu. Thân lò được bao quanh bởi các tấm kính cường lực trong suốt và dày dặn. Kính cường lực có khả năng chịu nhiệt lên tới 300 độ C trong suốt, rất tiện lợi cho người dùng quan sát được quá trình quay như thế nào cũng như là thu hút được sự chú ý của thực khách. Đặc biệt là bạn có thể chủ động quan sát và kiểm soát tốt hơn nếu như có vấn đề gì xảy ra trong quá trình quay thực phẩm. Đồng hồ báo nhiệt giúp người dùng theo dõi nhiệt độ dễ dàng và chính xác, từ đó có thể điều chỉnh nguồn cấp nhiệt sao cho phù hợp nhất với từng giai đoạn quay nướng. Sở hữu tới hai dàn thanh nhiệt, một dàn đáy giữa gồm 3 thanh nhiệt tổng công suất là 6 kW và một dàn bên hông gồm 3 thanh nhiệt tổng công suất là 6,6 kW. Lò được ra nhiệt cực nhanh, nướng gà vịt nhanh chóng chỉ trong khoảng từ 45 đến 60 phút. Dàn nhiệt điều chỉnh rộng từ 0 đến 300 độ C phù hợp với từng giai đoạn quay và mọi loại thực phẩm. Đặc biệt hơn nữa là cả hai dàn thanh nhiệt đều có khả năng tự động ngắt khi đạt đến mức độ cài đặt và sẽ tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Lỗ thông hơi hay lỗ thoát hơi được thiết kế nằm ở phía bên trên của lò quay. Nhờ lỗ thoát khói này mà gà vịt sẽ có hương vị thơm ngon tự nhiên, không ám mùi khói bụi, đảm bảo an toàn vệ sinh. Lò quay gà vịt điện được thiết kế bằng điều khiển với hai tính năng, hai núm điều chỉnh, hai dàn thanh nhiệt độc lập, công tắc motor, công tắc đèn và automat nguồn. Bạn chỉ cần cài đặt các thông số phù hợp là lò sẽ tự động quay nướng hoàn toàn, không cần phải nhóm lò hay là canh chừng điều chỉnh thêm than như lò dùng than nữa. Dưới khoang đáy
lò được thiết kế máng chứa nước bao quanh nên đảm bảo dầu mỡ trong quá trình quay sẽ được chảy xuống máng. Trong máng hứng dầu còn có một van xả giúp bạn xả dầu ra bên ngoài dễ dàng, thuận tiện cho quá trình vệ sinh lò sau mỗi lần sử dụng. Chân lò được thiết kế dạng 4 bánh xe giúp bạn di chuyển lò đến các vị trí khác nhau mà không tốn nhiều sức lực. Trong đó thì hai bánh có chốt khóa an toàn và có thể cố định được. Có thể thấy là các bộ phận của chiếc lò quay gà vịt dùng điện này khá đơn giản đúng không nào? Vì vậy cách sử dụng cũng không quá phức tạp. Và sau đây thì Nielsen sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng thiết bị này nhé. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu gà vịt cho lò quay. Bước 2. Bật công tắc để thanh nhiệt hoạt động. Tiếp đến thì bạn sẽ bật công tắc động cơ xoay. Bước 3. Khi thực phẩm đã chín, nếu muốn quan sát và trưng bày thực phẩm, bạn có thể tắt công tắc thanh nhiệt và bật công tắc đèn chiếu sáng nhé. Bước 4. Khi không còn nhu cầu sử dụng, bạn sẽ tắt toàn bộ công tắc, mở van xả dầu để lấy dầu thừa ra bên ngoài và vệ sinh sạch sẽ toàn bộ lò quay cho lần sử dụng tiếp theo. Lưu ý để lò nguội hẳn mới tiến hành vệ sinh. Hạn chế bật đèn trong khi đang quay gà vịt, bạn chỉ bật đèn khi thanh nhiệt đã ngắt hoàn toàn. Không để nước bắn vào động cơ, bằng điều khiển gây chập cháy. Vừa rồi thì Nielsen đã giới thiệu đến các bạn sản phẩm lò quay gà vịt dạng xoay 850 dùng điện, sở hữu thiết kế tối ưu với kính cường lực cao cấp, bền bỉ cùng khả năng quay nướng gà vịt nhanh chóng, năng suất cao, chất lượng thơm ngon hoàn hảo, thì sản phẩm này xứng đáng là trợ thủ đắc lực cho các quán gà quay vịt quay hiện nay. Khi mua sản phẩm lò quay gà vịt tại điện máy Nielsen, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, bảo hành miễn phí 12 tháng và bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí vận chuyển bán kính đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm lò quay gà vịt thì Nielsen còn cung cấp các sản phẩm khác liên quan như máy vặn lông gà lông vịt, nồi nấu nước nóng nhúng gà vịt, máy xay đa năng hành tỏi gia vị. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm trên để hỗ trợ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay đến hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dienmanhnielsen.com để có thể tìm hiểu, tham khảo thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì hãy nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật kịp thời những video mới nhất của Điện Máy Nielsen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.